Xin chào mọi người. Hôm nay mình lại ra vườn mình quay mình thu hoạch nữa nha mọi người. Đầu tiên thì mình quay cho mọi người xem cái mướp mà mình trồng nay có trái đầu tiên nè, kêu là mướp rắn. Mướp rắn nè, trái mướp nhìn giống như con rắn á. Đó, đây là trái đầu tiên, là một hồi nữa mình sẽ cắt trái này ha. Ở đằng kia cũng có mấy trái nè kìa. Nó lằn ngoằn lèo ngoèo đó. Đó. Đó là mình trồng, hôm đó mình trồng cái dàn bầu nè, nó mình dọn hết rồi mình trồng mướp này lại cho nó bò lên để mát ha. Bây giờ mình sẽ cắt trái này đi. Đó. Bây giờ mình sẽ lại cắt mướp này nha. Phía dưới dòng mướp mà mình trồng rau cần nè, hôm tháng rồi á, rồi nắng quá cái nó rụi xuống không à, nó mình cũng vẫn đổ nước vô cho nó sống nữa, nhưng mà hả nắng quá nó cũng sụ xuống giờ hả, cũng như có mưa nhưng mà cũng như nó đỡ cái thời tiết nắng nóng á, cái nó lên nè, nay nó xanh nó tốt lại. Bây giờ mình cắt nó vô ha. Cái rau cần nước này nó không có dài, nó cũng vừa vừa. Ở mình cắt cắt vô rồi mình ăn sống rồi ngon, hay nấu canh ngót rồi cũng được, nó xanh nó tươi. Hồi mưa giờ á hả, trời không có nắng mọi người, ui hả, mát mẻ. Nhưng mà không có nắng nhưng mà cái khí hậu thì vẫn oi bức ha. Mà không có nắng thì cái rau mình nó đỡ phải sụ xuống. Trong cái thùng mình trồng rau cần nè, mình để cho có một lớp nước hơi sắp sắp dưới đây nè đó, nó vừa vừa thôi cho nó rau này nó sống, nó thích có nước vậy đó. Nó còn nhiêu đây nữa mình cắt hết luôn ha. Mình thấy ở đây có trái ổi qua nè, nó không có to nhưng mà mình hái được luôn rồi. Đây một trái, ở đây có một trái nữa, được hai trái ha. Như đây là chiên hột vịt đủ rồi đó. Bây giờ mình có cây rau muống này cao quá rồi, cái mình cũng cắt nữa ha, để nó già quá nó không ngon ha mọi người. Nó cao nè, mình không có xịt thuốc gì hết nha. Rau muống này mình trồng, mình tưới nước nhiều á, nó mát mẻ, nó lên mau. Khay này là đủ nhà mình ăn luôn rồi.
có một cây vậy mà mình cắt được bao nhiêu đây? Mọi người có biết cải này là cải gì không, cho mình biết với nha. Hôm trước mình mua hạt giống là mình mua hạt giống cải kheo, là cái loại cải cái lá dúng 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 á, mà cái bao ở bên ngoài nó cũng là cải kheo, mình nhìn mình biết nó cũng dúng dúng dữ lắm, nhưng mà mình trồng á thì nó lên đến loại cải như vậy nè, nó giống như cải bẹ xanh vậy á. Hồi còn nhỏ rồi nó cũng có cái mùi nồng nồng giống y hệt như cải bẹ xanh luôn, nhưng mà sao có cây thì có lá nó hơi rìa rìa nè, giờ nó lớn nó có mấy cái lá nó rìa rìa nè. Thì giờ mình thấy là cây thì có, cây thì không ha. Cây này thì nó ít nè, còn như cây này thì nó nhiều ha. Mình cũng không có biết là cải gì nữa, cho nên mọi người nào mà biết á thì nói cho mình nghe với ha. Hôm nay vườn nhà mình á, mình ra mình thu hoạch đã được rổ rau nè mọi người. Mỗi cái hả được hai trái qua, hai trái mướp ha. Hai trái mướp này nó là cùng một giống, mình mua cùng một bịch hạt giống mình ươm ra đó, nhưng mà con cái xanh nó ra trái thì nó thành hai cái màu ha. Hai cái màu, nó cái này thì nó nhạt hơn, cái này thì nó đậm hơn. Còn rau cần nước hả, mình trồng nó tươi tốt hả, xanh mượt dễ sợ luôn. Rồi mọi người xem video của mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye.